Hello mọi người, lại là tôi đây, một con bé rất thích test các loại mỹ phẩm. Và hôm nay là dòng body lotion dưỡng thể dành cho toàn thân, mọi loại da nhá. Em này là đến từ thương hiệu Naco của nhà Lucent Bay, hàng tung của. Một chai như thế này khi mọi người mua về thì nó sẽ có siêu ni lông bên ngoài này, có đầy đủ tem QR code hạn sử dụng ở trên vỏ hộp nhá. Và mọi người thấy này, tôi bóc ra thì sẽ thấy khi mở cái chai này ra nhá, là nó sẽ có đầu xốp ở trên thân chai, ở trên đầu chai, và có một cái lớp gì ghi trắng trắng ở bên ngoài. Nhưng nói chung là nó bọc biếc các thứ rất là xịn sò và cẩn thận. Cái này là mình đánh giá cao nhãn hàng này. Mở ra thì trời ơi, cái màu tím nó sang y chang như cái vỏ hộp bên ngoài. Rất là thích cái màu tím này luôn. Em này thì có niacinamide dưỡng sáng da, và nó sẽ tốt cho những cái làn da mà bị vấn đề về lỗ chân lông nhá. Nó có phenylethin resorcinol, là một cái chất mà nó sẽ làm trắng da rất là tốt. Vitamin C làm trắng da tốt rồi, và cả alpha butin nữa. Nói chung là bốn cái thành phần trong cái bảng thành phần của con Naco này thì nghe rất là xịn sò đúng không? Bây giờ mình test thử chất của nó như thế nào nhá. Đây anh em có thể thấy này, cái chất của nó lỏng. Đúng nghĩa của cái từ body lotion là một dạng dưỡng thể nhẹ và lỏng. Nên mọi người thấy không? Và khi mình blend ra tay ấy, nó rất là mềm mịn mướt. Và nó giống như những cái loại lotion kể cả dùng cho mặt hay là toàn thân khác nhá. Và cái mùi hương của nó thì mình cũng không biết tả sao. Nói chung là rất là dễ chịu nha. Nó không hề nồng một tí nào luôn. Và tay hơi xấu tí, mọi người thông cảm nhá. Body lotion mà, nên là nó dưỡng thể vào buổi tối, ban đêm, chứ nó không có tác dụng nâng tông, nên mọi người đừng kỳ vọng nhiều nhá. Là hàng của Trung Quốc mà, là hàng kiểu nội địa, Lucent Bay rất nổi tiếng mà. Em Võ Hà Linh đã review nhiều rồi, mọi người cứ yên tâm mà thử nhá. Đây là dòng cũ rồi chứ không phải là dòng mới nữa. Bây giờ thì tôi sẽ test ra hai chân cho các bà xem nha. Bây giờ sẽ xem nào. Test thử bên chân trái trước đi. Đây là tôi vừa mới tắm xong và bây giờ đang là 9 giờ tối. Chân trước trông hơi chán nhưng mà thôi mình sẽ thử nhá. Thì mình sẽ thấy khi da này cái độ lỏng khi mà nhỏ ra, mọi người thấy không? Là sẽ biết là độ lỏng của em nó nhá. Nó rớt ra chân thì mình cũng thấy rất là rõ luôn là nó sẽ kiểu kết cấu của nó như nào, thấy không? Đấy, nó rất là lỏng luôn. Đấy, và khi thoa lên thì nó cũng, nói chung là thoa thì cũng như các loại body lotion khác thôi, thì nó bóng bóng không. Lúc đầu ấy thì mình thấy rằng là nó hơi lâu tiệp vào da, nhưng mà thực ra là có đang ngồi điều hòa nhá, và mùa hè thì lúc đầu cũng hơi nghi về cái độ gọi là thẩm thấu ấy. Nhưng mà thực ra thì tầm chầm một phút thôi là nó sẽ thấm vào da và nó sẽ khô cong, và mình sẽ để cái hình sau khi mà thấm hết vào da tầm sau một phút ở cuối cái video này nhá. Như đã nói ở đầu video thì đây là một body lotion là dưỡng thể trắng da. Nói chung là mình nghĩ là dưỡng thể thôi, chứ còn là trắng thì chắc là dùng cái chất của nó lỏng hơn một chút so với con Vaseline 725ml mà mọi người hay dùng, mà Võ Hà Linh đã review ấy. Thì em này nó cũng lỏng lỏng kiểu như thế. Nói chung là mình nghĩ là dưỡng hàng ngày thì nó sẽ làm mướt và mịn của da, chứ còn trắng thì chắc là cũng một quýt đấy, chắc là phải nhiều loại nữa thì may ra mới gọi là trắng được. Chứ tôi dùng bao nhiêu năm nay các bà thấy không, đây này, khi mà tôi dùng nha, cái lòng bàn tay nó cứ cảm giác này mới xong á, nó vẫn còn hơi kiểu nhờn nhờn, mình cảm giác là nó cũng hơi lâu lâu thấm đó. Nên nếu chị nào mà ở trọ hay là không có điều hòa, hoặc là tiết tiết quá nóng hay là ngoài trời mà dùng cái này thôi, chắc là nó còn lâu nó mới thấm được. Nó tóm lại là một cái chai dưỡng thể mà nhìn nó xịn như này, nó cầm rất là chắc và đầm tay, 250g. Thì Huyền nghĩ là sẽ dùng được khoảng tầm 2 đến 3 tháng nếu mọi người lười dùng. Còn chăm dùng thì chắc là cũng sẽ hết nhanh. Và thành phần thì mình cũng đã nói ở đầu video rồi, nên là thôi cũng không có nhắc lại nữa nhá. Tí nữa sẽ để một cái ảnh mà có Google dịch, nó sẽ dịch tất cả các thành phần trên cái vỏ hộp này để cho mọi người nhìn rõ hơn là nó có những cái thành phần gì nhá. Về tiếng Trung thì không phải ai cũng đọc được đúng không? Nó tóm lại là một cái mức giá bây giờ đang sale rất là dữ, có mấy chục thôi. Vì nếu mà hàng cận date ấy thì nó chỉ có mấy chục. Còn nếu mà hàng cũng bình thường thôi, bây giờ là dòng cũ rồi, thì trước nó chỉ bán hình như có hơn 100.000 ấy. Thì mình nghĩ là tôi cứ mua về mà dưỡng, cũng không phải lăn tăn quá nhiều, còn mấy chục thì thôi. Nói tóm lại là
không có gì đáng phải lăn tăn đâu. Mình rất là thích màu tím này bởi vì nhìn thì cũng không ai nghĩ rằng là mình có thể mua được với giá mà nó tốt như thế. Mà đằng nào dùng ấy thì cũng chỉ có tầm 2-3 tháng là hết à. Nên mọi người không phải lăn tăn quá mà dùng cho body thì không phải suy nghĩ nhiều như mình dùng trên mặt nha. Nói chung với mức giá thành thì mình nghĩ nên mua để nó giữ ẩm cho da sau khi mình tắm. Và đây là Google dịch thành phần. Vậy nha, bye bye cả nhà.